nâng này viên xoay mà nó xa ta nhỉ nhiệm nhông xa ta vừa ôi nhiệm nhông khơi nhưng mà nhầy thế hơi nâng cứ tha lúc thờ vì sao á việc vì ca mà rõm vì ca làm cổ lúc xa tê chứ nó niềng nâng viên xa mua thần yên mi con thì gì niềng mi con thì gì xa ta xa đây xa nhìn dây bị sạch vinh xong bò vinh cứ tha buôn pram ngay mình chăm bạch mùi tất vùng sơ miên khai nó bị luôn có ác tê tớ và xa chứ nó sát nâng sát sầm bơm tôn lộc mi con này dạ phìm ở phục phìm hai nhân mi con này dạ phìm ở đây nhìn con xoay cho mũi cốt hai con xoay cho sát vinh rút chắc vì ở dụng đọc phẩm mũi năm mũi cả phơ phú rồi nai cô sở lãnh sạch cô sở lãnh con sẽ thay cô sở lãnh cái sông sở đây thì đăng cái thật thế này anh ngọt xoan con nhầm thế tôi nên ngay xóm mơ riêng cái phơ phơ chăng tôi bắt đầu nhầm con nhầm mình bạn hát áo sạch sạch cho sạch cho đăng gọt áo con sẽ thay nó cái áo nó chết lắm bài cho đây từ đông có mọi na có mọi có ta chạm bên là na mùi sát lừa cô nào vậy ngày mút ra sao mà sang cô ta là không thì không nữa thì muốn phân bạc đó bọn ông thì muốn là phân bạc tức hơi phim nâng cặp bông ta đáng nghĩa tức gì sợ đã nó sát ra lấy tăng phi có ba là hốt đo trong chương riêng của xăm xuân như xăm con anh ấy nè lướt con ao mà lướt con ai sợ mà nạn đó nghe bạn thật đó thật đó chụp vào ông là chụp tới cả bạn là nên sợ mà nạ không tơ na nè khi ông tưởng ngon con khi ông bảo ai sợ mà nạ mơ ai khi ông lê con khi ông ai sợ mà nạ chân sợ mà nạ anh thưa con mà xa khi ông mơ là con xa khi mà đang ao được nám nên là lược ai của ông và khi ông xa chứ vợ ông miền phố là sợ là cả nạ sang sợ phi ca sang sợ phi pro ca mẹ lúc trên nhà nạ bạc sập hai vợ ông nên môn ấy mình là lê hà leng ấy đôi dương rồi nè vợ ông nên môn nghĩa tầng ngu chẳng mà à xong rồi xong con còn có thật đọc tiết được bạc một bồn ấy à như là con nó xa khơi nhá nè bồn nó nâng nè mụ nó gặp nó lượng mình khuất ở nơi chẳng à lưng chừng tay luôn con dương mà thật đó là riêng chồng à phạt kề mà xa gửi thì chú chẳng mọc đặt cọc bộ đặt chiên đây mà xa tay luôn nó xa giờ từ ơi sắc mà nạn đang mở tại anh hướng mà đó kia sẽ mà xăm cốt ông này muốn quân phạt chất và ông thật thàn ở Nam và ông thật nơi tí nâng và ông này cung cơm đang chơi chụp nâng mùi là và ông này cung chăm á ông cung chăm sắc mà nạn đang mở đó phụ phim đang mở đó ốc khuyên và ông vì nhạc và quân tao chỗ đó là khuyên Nam và bát này bạn và quân anh chương nâng là chương nẹ nâng này bạn và quân còn chè phim còn chè cái buồn về chia tiền có thấy ai tam chương nâng mình bên chương nghệ miên cả lấy đấy chương lấy vị pro vị ớt tim mũi thon mà ra chương nghệ miên kể lấy vì mình ba mình cả hôn cả tá cô bị phọt trong trường hay phọt trong trường cả phọt cổ trường hay chương đi smile thế cái số của ba phọt smile nó ớt miên phê của phọt cả này ớt miên cả hên cả hôn ngay sao vì chương nghệ miên ớt miên cả lấy anh được câu nói mấy nhá bàn tám cũng chết tức nhóc nhưng vô sao mà ra thưa cô mà xa dữ lắm nghiêm hỏi nghiêm là những ai cũng nghĩ cho nó thương của ông khi mà ông non con thấy làm con trong sạm mà nát ở lấy nước trong sông đưa con trong nét để xa đấy nhỉ trong chu này sạm mà nát bạn của ông thằng Kriem Kriem sẽ đạp thả cột sân bạn sẽ đạp thằng ca vì muốn nó con bỏ mía xa thả cột thằng ấy một bàn dợp này trong sầm lăng mơ phong ở lấy Kriem cho sạp thả cột ông phạt phần vô những tức lúc tưng thì chị chồng sạp con chồng chị anh ghê thắm ấy và con anh sạp còn đăng kê thật sao kê thật lanh là nai có chồng bán xe mà sạp mà nạ nâng ai sạp lương ấy tiên kể chị sạp bờ nai cạp tiên kể chị sạp ấy và ông xong tay anh phật hồ tam đồng đạp chắc tăng làm phía lúc của phía cả tha phần vô là hốt trong cây và ông xong tay anh phía cả rạ xa thật phì hốt sạp và ông xong tay anh kê xa lô mê nạ khá toàn ta tạ cho và ông xong tay anh phía sổ rung của chỗ đó bảo ông sầm đáy nó pi nặng đây và cuốn chết rồi phải chun chết tới ba sầm đáy rồi hốt đo là na kia mi vừa cuốn nơi không đan đây có rốt nữa nơi không thì còn nữa ngày ba sầm đáy đo là na kia vừa cuốn vụ côn sấy khẩn không cung bảo ông mà cun đây xa bên ẩm nốt xa tê khẩn bảo ông đấy sợ mà nãy nên mương nghi anh sẽ tập anh gặp kịch ấy na không khôn anh sẽ tập suốt sắp vào mắt sắp vào viên sợ mà nãy ấy đi khẩn mương nghi anh nhau nam muốn sao anh nhanh nơi không thì không mới kêu sờ lanh cục nên sao mà lại ai hiên tiêu nhớ mà chẳng mơ tại dương hiên ban thôi và quân sờ lanh rồi dương ban thôi chi và quân sẽ thấy sao mà lại ai chọn tên đây dương á đăng kia làm này thần bọn cung bọn thần ra sao mà sao quân niệm mi còn gì nữa hết hay ta về
bị nè đây phổ quân nó ban ra là kỳ ấy mình trong cục cái đồng kê hay tiết mà đang giờ thường mất trở lọc từ bên phải cùng bỏ ăn hay to bỏ ăn gì tiết phân hay về chun câu nâng anh ơi từ nơi mà cục miết luôn ấy con miết bua rồi vì nè đây phổ quân nó bua tới bua chi việc khó này ở tới hay chừng này con xây nó từ nơi gì mà cục miết mà đang vừa mấy còn lứa cả ơi sẽ đánh nơi nó cao sầm pi thì chuyên nhìn nhung từ đó lại từ đó thì cầm cao sầm pi từ lứa cả ơi sẽ đánh mới chung sai của tiền sai ở tên nó có ban niên nghi con là gì nó giờ tới niên nghi con là gì nó ban chỉ mà hay say sai ở tên đó còn tay sai ở tên nó ai miên mà hay say mùi hay từ niên sa ma và tây tao đo nó cả nó ai tre sa ma sam phật này dưỡng chun ngày muối bọn chân gì cậu rộ năng đẻ bọn này muốn tới đồng bọn thành say hết bọn tao đo cao sang pi nè tao đo con cao sang pi đời xa miên sẽ thầy mới con cao sang quạt mới chung quạt khô sẽ ta làm nhìn nhôm tao đo nó gò lắm nè khô sẽ cạn sẽ thấy quạt co sang quạt khô sẽ ta làm to về quạt co sang quạt nâng tứ ni môn vợ ông này cuồng nâng to ni môn vợ ông cuồng nói chấp nam pre sama sam phật tử dùng một pre nón chôn liền nó cái bàn thương mà hề xây sạch nó đó là bớt chụp khơi à sợ mà nạn đi một đọt đèn tây anh đó nè sợ mà nạn anh hiện điên là anh nhỏ sát anh nhỏ lớn nó phục quân sạch nữa niềm như con này gì là sập nắng đấy thằng ông nhỉ từ đó chua kê ở chê vợ ổng chua kê chua phụ nè sắp nâng một nè rộp rơi cả hạ phần nạ ở đá chê bây giờ sẵn sàng sàng phút nì môn tập bằng bát lưu bà nông tên nà kê chê chua phụ nô mẹ anh chị nè càng viên giật thi nâng vợ ổng khơi vợ ổng chọc đám chê đúng không kết tập đi chê tên nà có chê tên nà có chê ấy đó bây bà nông vô nục nâu ổn chết nà lõi lộp mần tôn ổng tô sẽ chết đây nè lúc mà thằng nặng nặng phải để cái rong riêng bọn công nơi năng kia ấy cái chi chứ bọn anh bọn sợ chưa ở nón và sân và tới tin nô tới cái chi tiết thường mấy bọn người muốn được tiết phải chưa và sân tập đo tin nô cái chi tiết bọn người muốn được tiết anh bọn thả nón thầm một á vị bia thi thì có để chi để tha cốt một hộp bị phẩm phật ngày ấy cầm từ nà ấy chi đâu bọn ngặt to và từ nà chi nó phụ nó mới thốn chi là một phần ngày giờ anh chi đâu mà để anh chi cả lên chi mình chi rồi vừa vừa bỏ ngang miệng to và gió happy chọc chi đã chọc chi rô rương tức cứ thầm mà nâng biết biên sao mà nạ câu đam mấy về nâng niềm khơi chất tà ra có lấy có lời lưu chung hết niềm khơi chất tà ra nó cứ chỉ đẹp bầm rớ là bọc ra niềm xa mà và tây nếu có nông quen nâng hay kia áo như ta tình ca rò thang ngày ta tình ca nhưng tới thang ngày mũi tới chuộc kê con ca nó kê phượng bọn lực tiền đó nhiều mì lê cá còn thợ bón á, đây nè thợ bón cái con để món cá sả sam phật tử nha này anh đôi chuyện nó kêu và đi về ngay đấy một con trâu quen nó sẽ đặt thua sẵn á, đo cái sẽ đặt rồi thua chân tới nhìn nhung đang bàn ấy, bàn sao tà, thì tôi chỉ sao tà phần một cô sao sẽ đặt thua đến khỏi chợ tà nè, về để bàn sầm lại chỉ sao tà phần một cô chân tới, tao lập trâu quen với nhập cá tới ơi lui kia bên, lo bỏ ngay lui là hốt. Lui là hốt, lui kênh, lui sạch lắm đấy. Kênh bẹt cả ta là hốt, rồi một đòn này bàn sao ta hay đừng ai lui tiệt. Là những cái giờ tất cả nó hết ao bên miền nông sa mạc tây sửa. Để cho mấy ngày nó cứ dập cả bàn được rồi đó hay cả ai lui với. Nhưng thật thế càng ngập quật bị môn nó không lui thế. Giờ sao ta lúc mình chuyên thì dây cả hỏi ấy đó. Chẳng kênh mà bán nhà lớn không chọc lui chứ, rồi không bàn sạp thua. Nên nó sợ bay cho đấy. Cho thua nó qua cha cho mấy bạn sạp hơi lên lùi chẳng mức chung xong sạp hôn mế áo giật trây pram rồi nè cho mùi nâng niên nó đi chọn lúc nằm vây sạp thổ niên khơi chất tà ra xâm đánh thua tam và cốt xâm đánh niên và cài chạm á đó về xâm đánh và thua chân tới niên tầng ôn nó sạp và thua tới bạn xâm đánh sau ta tầm pram rồi nè qua cha anh chẳng ạ bạn xâm đánh chia rây xa và cà tầm pram rồi nè đó với sầm lại thấy chưa thà nên khơi chết ra tốt luôn mà đài chẳng chẳng các bạn thân niềng bạn chùa dưới ngày dưỡng bạn sẽ đọc và thô lấy xong mình niềng nâng anh tôi sẽ đọc và thô ruột ngày hơi dơ mô thần anh gặp chồng nhưng nên khơi chết ra mình đọc cả tôi tình cả hơi sẽ đọc thô hơi màu bình đọc thô đó sẽ đọc thô ruột là ngày tôi tiên niên khơi chết ra bạn chị ấy bạn chia sẻ khác và đệ xăm và tí miền này thả bay thật liêng nữa không có để xa mà thi là bọn sẽ khác được bà nón dần bà nón lúc này chỉ sao ta bà mà cô lúc này chỉ sẽ khác để xa mà thi này nên khách chất ra bà sẽ khác để xa mà thi nó bay thật liêng nó bay đỏ
đây sao ta sắp thua rồi bây giờ mà sao cô rõ thế ngay á ở trai chứ người sắp thua nè hơi dông mà sầm tay rơi 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 đọc về cười mất rồi cột ông này muốn bận phá tạm một quen hay khi sợ trái viếng khi đặt ra nó bây giờ mà sao cô rõ chứ tụi non khi lướt tay sầm quen hơi chả tân thông bọn mình muốn tạo bận phá ơi một nâng hay một quen nâng hay lướt tay sầm quen niềng mê con này chí nó sơ phỉ phụ niềng nó chết cái lướt tay sầm quen sấy mưa chưa mưa là ngô cô rộp sợ mà nạ cô đòn ta đôi chứ nè đôi chứ nè mình ấy chả mơ nghiêng ấy nông thi cổ rộp sợ mà nạ cô đó mà dương được biết biên nghiêng ấy chẳng có hỏi vì nè ta cười mất nghiêng nông cổ ở bài co lá đôi xa rưu nông về nhá à, lớp đo màu ngay cổ ở bài co nè cổ ở bài co rồi hốt đo tự biết biên đo tự biết